bây giờ là vợ của Nhi gấu Tuấn Lâm. Con làm gì vậy? Đúng rồi, phải đi rồi. Xử lý chính xác hơn. Chờ đối phương sang phía
75 rồi. Và tỷ số này là 2 rồi. Khó khăn trước trước khó khăn đối với các cầu thủ và nhà thì có Leicester. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này thì UEFA Campuchia sẽ có được 4 điểm. Nếu tỷ số này được giữ nguyên thì họ sẽ vươn lên dẫn đầu theo bảng A. Nhiều hơn được cảnh thái luôn đó. Anh ta bị hai nghiêng là về tỷ số phụ. Tiếp tục một cơ hội nữa dành cho UEFA Campuchia. Không được. Xin chúc mừng kịch bản và đặt tia đã lập lại. Theo số vàng có đường chuyền cho Real Madrid. Tuy nhiên lần này tỷ số 9 lại không thể chặn được trận đấu. Chỉ cần chạm được bóng, có sẽ thắng.